Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Phật thì cũng như thường lệ, hôm nay là ngày mùng 8 tháng Giêng, thì chúng ta bắt đầu giảng bài kinh 66 như chủ nhật thường lệ. Thì tôi đi thẳng vào bài giảng vì thời giờ chúng ta rất ít. Tôi chỉ có 45-50 phút thôi, còn bao nhiêu chúng ta trả bài. Thì hôm nay chúng ta chuẩn bị bài kinh 66 nha. Cái này nó có bài bản sẵn, chúng ta chỉ học thuộc lòng thôi. Mà bài kinh 66 này rất quan trọng. Tôi đã giảng tới nay là 30 mấy năm rồi, tức là kỳ này là chúng ta giảng đầy đủ nhất. Nghĩa là giữa Bát Nhã và Tư Tưởng nó kháng khích nhau, tức là 100% Bát Nhã thì 100% Tư Tưởng, thì cái này là nó rõ ràng nhất. Và nó bao trùm tất cả những cái thắc mắc, những cái mà chưa rõ ràng mà tôi đã giảng, thì hôm nay giảng cho rành lại. Tức là năm truyền cái, năm thiền hay là tứ thiền đó, thì đúng ra để tầm soát riêng thì năm thiền. Và những cái mà sắc quẩn thọ quẩn nó khác nhau làm sao, và cái nguyên nhân đầu tiên để mà sanh ra vạn vật chúng sanh và các pháp, cũng như mình từ đâu đến và chết đi về đâu, thì chúng ta phải cho rõ ràng hết. Những cái đó là từ xưa giờ người ta thường hay thắc mắc, nhưng tôi thấy bài kinh 66 rất là sáng tỏ. Thì tôi đã nói trước rồi, hôm trước rồi, thì Đức Phật thuyết thì 60 vị tỳ kheo đắc quả la hán liền lúc đó. Còn sau Xá Lợi Phất thuyết cũng 60 vị, tới một ông gì đó thuyết tới 10.000 vị. Thì cái bài kinh rất là thâm thúy. Thì hôm nay tôi đã trăn trở nó mấy chục năm nay, giảng kỳ nhất tôi không thỏa mãn mấy vì cái đó tư tưởng nhiều. Kỳ thứ nhì là tư tưởng và rác bả nhát nhã tương đương. Kỳ thứ ba là Bát Nhã chiếm mới 80%. Kỳ này tôi tóm lại là Bát Nhã với tư tưởng khích nhã, bao nhiêu Bát Nhã là bấy nhiêu tư tưởng. Thì tôi thấy tương đối nó sáng tỏ. Vậy thì để khỏi mất thì giờ, tôi đi thẳng vào bài kinh 66. Quý vị có cái tờ giấy và bài tóm bài kinh 66, quý vị lấy ra. Thì cái này quý vị phải học thuộc lòng vậy, vì nó là cái sanh tử của mỗi người. Thì tôi cũng như yêu cầu mà bắt buộc đó, năn nỉ bắt buộc cái gì phải học thuộc lòng thôi. Tức là chỉ có bài bản sẵn, tới câu số 1 là khó đấy. Thì chỉ phát tâm thôi. Câu số 1 là trả về nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái, cũng như nhĩ xúc, nhĩ thọ, nhĩ ái, nhĩ thức, nhĩ xúc, rồi tỷ, rồi thiệt, rồi thân, rồi tới ý nữa. Thì mấy cái đó là cả một vấn đề khó khăn. Thì chỉ có một số nào phát tâm và một số chuẩn bị, còn một số không nói được thì thôi cũng vô nghe. Nhưng mà nếu mình không muốn trả lời bởi vì nó hơi khó đấy, đòi hỏi quý vị phải có trình độ, có một số hiểu biết về danh từ Phật pháp. Nó không khó nhưng mà danh từ quý vị ít có hiểu được. Một phần nó chữ Hán tôi đã cố gắng dịch ra, và một phần nó không có hợp với khoa học hiện tại. Thì tôi biết cái nào nó tương đương với khoa học, tôi sẽ giảng qua khoa học để cho những người đi học người ta có thể hiểu được. Chẳng hạn như căn và trần, thì quý vị mà đi học bác sĩ, kỹ sư không biết căn trần là cái gì, nhưng nói căn là sinh lý, trần là vật lý thì họ rất hiểu. Và thọ tưởng là tâm lý, thọ là cảm giác, tưởng là sự phân biệt của tư tưởng, của ý thức, và hành là ý chí, là tiềm thức, và thức là vô thức, alaya, thì họ hiểu rất dễ. Danh từ đó là tôi có nghiên cứu, có đọc qua những kinh Phật và một số ở văn hóa Phật giáo, tức là hiện đại đấy. Còn một số mà tôi không biết thì phải đành chịu thôi. Thành ra Phật tử chưa quen được với danh từ thì chúng ta tập mỗi cái danh từ nào khó
Thì tôi nhớ tôi giải thích cho nó rõ ràng. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài kinh 66. Thì phần thứ nhì là trình bày kinh 66. Tất nhiên là 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái là chúng ta cần trình bày theo chiều ngang. Còn chiều dọc đó là 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn. Còn trần là sắc trần, thinh trần, hương, vị, xúc và pháp. Đó là 6 ngoại xứ. Còn 6 thức đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Còn 6 xúc là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, xúc. 6 thọ, 6 ái cũng vậy. Thì cái này quý vị trả thuộc lòng rồi. Nhưng mà khi ngồi thiền quý vị phải học ra để nghiền ngẫm. Thì do con mắt tiếp xúc với sắc trần thì phát hiện nhãn thức. Chúng ta đi ba cái này trước. Thì cái này đó là trong kinh Nguyên Thủy năm Bộ Nikaya giảng rất rành. Mà nếu chúng ta rành được cái này thì chúng ta sẽ đắc quả thánh nhập lưu. Thì bắt đầu từ đây là chúng ta có thể đi tới quả Như Lai. Cái này khó đấy. Khó không phải là khó hiểu. Khó hiểu một phần rồi. Là cái phần khó nhất là cái thói quen của chúng ta. Chúng ta không chịu lặng lẽ mà nhận nó, mà chúng ta cứ cải sửa. Thì tôi xin giảng về cái tiến trình ở trong cái này. Do duyên con mắt thì chúng ta thấy con mắt đây. Do duyên sắc trần thì nó là đối tượng của con mắt. Do duyên nhãn thức, đó là con mắt nhận lấy sự vật chứ chưa có cái biết. Mà tôi xin thưa trước rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, sắc, thinh, hương, vị, xúc, nhãn thức, nhĩ, thân thức, thật ra nó không phải là con mắt, không phải là sắc trần, không phải là nhãn thức, mà nó chỉ là điện tử thôi. Cái khó khăn là chỗ đó. Thì ở đây nói là con mắt, sắc trần, nhãn thức là nói về cái nhận thức của cõi người, tức là của chúng ta đã cải sửa rồi. Chứ tự thân con mắt, cái sắc trần, nhãn thức đó chỉ là một khối lù lù mà Đạo Phật kêu là vô minh, Lão Tử kêu là hỗn độn, thì khoa học kêu là điện tử, duy thức kêu là chủng tử, tức là những cái hạt tử âm và dương nó đang chuyển biến trong vũ trụ. Thành ra con người chúng ta là không có, chỉ là vũ, là điện tử mà thôi. Điện tử âm dương rồi nó kết hợp lại. Thành ra 6 căn, 6 trần, 6 thức là cái cảnh giới của sắc quẩn. Chưa có cái biết mà chỉ có sự hội hợp, chỉ có sự duyên hợp với nhau thôi. Thì chúng ta phải hiểu. Nhưng mà khi nói là con mắt sắc trần, đó là do con người đã chụp mũ nó rồi. Tôi cần nói trước như vậy. Nếu mà không có diễn tả cái này, chúng ta không thể hiểu được bài kinh. Nhưng mà khi hiểu rồi, chúng ta thấy nó chỉ là những cái điện tử kết hợp, thì cái đó đòi hỏi phải nhập lưu quả thánh thứ nhất. Còn người trời thì thấy nó, nhưng mà thấy nó quá đi tiện cho nên cải sửa. Mà ở đây đó, 6 căn, 6 trần, 6 thức thì đây chỉ là nếu 6 thức nhãn thức, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thì nó thuộc về cảm giác, tức là nhận lấy sự vật rồi có cái cảm giác lờ mờ, dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có, mà chưa có sự phân biệt của tư tưởng. Thành ra trong kinh thường kêu đó là ngạ quỷ. Ngạ là đói, quỷ là xảo quyệt. Đói khác một cách xảo quyệt, tức là cảm giác dễ chịu. Thí dụ đói bụng thì mình đã ăn no thấy thích, bây giờ đói thì cảm giác muốn tìm cảm giác dễ chịu, nhưng mà không có phân biệt. Thấy ai ăn là nhào vô giật rồi. Mình thấy vàng thì biết nó là quý, thì cảm giác dễ chịu nó có, nó là thỏa mãn đủ thứ, thì không có tư tưởng phân biệt, nhào vô giật thôi. Thì ta kêu là cướp của, giết người. Nếu chống cự lại là ta giết thôi.
Thành ra cái giới thứ hai sát sanh trộm cắp, cái vị triều đọc là trộm cướp, không phải. Trộm cướp thì quá nặng. Trộm cắp là khi mình lấy lén, người ta bắt được người ta đánh mình. Trộm cắp là khi người ta bắt được thì giết người ta luôn. Thành ra nó cũng cướp của giết người, chứ không ai nói mà ăn cắp mà giết người, không có vụ đó. Ăn cắp thì bị người ta đánh. Thành ra người Phật tử là cấm trộm cắp chứ không phải cấm trộm cướp. Nếu trộm cướp thì trộm cắp liền được. Trộm cắp là cái lỗ mồi gì thôi. Trộm cướp là cái tổ to quay trần lên rồi tới giết người đấy. Thì chúng ta thấy trộm cướp đó là ngạ quỷ. Trộm cắp chỉ là súc sanh với người thôi. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Thành ra tôi xin thưa rằng mắt, sáu căn, sáu trần, sáu thức này tới cái ý căn thì khác. Ý căn thì nó có cái ốc. Mà chúng ta nên nhớ cái đầu đó thì nó thuộc về cái mình. Mà sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi đều nằm trên thân. Mà thân thì gồm có đầu, mình và tay chân, chứ không phải cái đầu không. Nhưng mà cái đầu là quan trọng hơn hết. Tôi đã từng giải thích cái này rồi. Chặt tay, chặt chân còn sống, mà chặt cái đầu thì chết thôi. Thành ra mổ tim, mổ gan, mổ thận còn sống, mà mổ cái ốc thì tôi kể như tiêu rồi đó. Thì chúng ta phải thấy cái đầu quan trọng hơn hết. Mà đã quan trọng thì cái tứ đại nó vi tế hơn. Tứ đại là gì? Là đất, nước, lửa, gió. Thì cơ thể chúng ta thịt xương da là đất, nước, máu, nước mũi, mồ hôi là nước, hơi nóng là lửa, và gió là hơi thở. Nhưng mà Đức Phật cũng thở như mình, nhưng mà cái da ngài nó khác, nó vàng ánh. Hay đừng có nói gì Đức Phật, chúng ta thấy người ăn mặn uống rượu thì họ có thịt xương da vậy, mà đố có gì lợi gần họ được. Nó hôi lắm, nó hôi thối lắm. Mấy đứa chăn trâu cũng vậy, lợi thì mà nói hôi trâu, mình ngửi không được. Thì nó có xịt da như mình vậy. Rồi những người ác mà có tư tưởng đen đúa đó, thì họ thường hôi hám, tư tưởng xấu xa, hoặc là hôi lông nách, hoặc là hôi mồ hôi. Còn những người mà có tư tưởng tốt đó, đến họ thơm, hoặc là không có mùi. Mà nên có tư tưởng xấu, mùi hôi rồi mình xức dầu vô, nó còn kỳ lạ nữa. Nó thơm không thơm, mà hôi không hôn, nó hỉnh hỉnh, thế đó khó chịu. Thành ra mình phải hiểu, đổi tư tưởng là cơ thể mình thay đổi. Người ta thường nói hữu tướng vô tâm, mà tướng từng tâm diệt. Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Hay có cái tâm thì cái tướng nó lộ ra. Thành ra mỗi lần mình sanh đó, thì xung quanh mình cái hào quang màu đỏ. Mà khi mình có tư tưởng đen xấu xa thì hào quang màu đen. Mà tư tưởng trong sạch mà giữ giới kỹ, hào quang màu trắng. Mà tư tưởng tập luyện muốn cho sống lâu cũng phải giữ giới thì hào quang màu xanh. Còn tư tưởng mấy người về chiều rồi không còn ham muốn nữa thì màu vàng. Nào thì chúng ta thấy là cái tâm là quan trọng. Còn cái thân với cái miệng nó tùy thuộc ở cái tâm. Thành ra người tu là lấy cái tâm làm gốc. Thành ra quý vị thường lầm cái chỗ đó. Quý vị làm việc gì quý vị nói tội là bị nghiệp. Mà nghiệp là cái gì? Nghiệp là cái ý chí của mình. Khi mà có ý chí vô mới có tội phước. Còn sát sanh trộm cắp tà dâm mà người ta gì? Chẳng hạn như là bố thí. Tôi đã giảng nhiều rồi. Bố thí tự nó không có phước mà cũng chẳng có tội. Nhưng mà bố thí với cái tâm như thế nào? Nếu có tâm thiện, cái tâm mà muốn giúp đỡ người ta thì tâm trời, thì sánh như có trời. Bố thí với cái tâm bỏng sẻn bị bắt buộc vì cái danh mà bố thí thì cái tâm này xấu ác. Ngay bây giờ cái tâm bỏng sẻn này chết với cái tâm này thì xuống bỏng được à. Còn bố thí mà có tu tập trực nhận trở về chân không thì người cho không có, người nhận không có, số tiền không có. Không có đây không phải là không có con người, nhưng mà không dính mắc nữa. Thì chúng ta phải hiểu cái tâm mới là quan trọng nhất. Thành ra đây tôi muốn nói quý vị trả bài trả, nhưng quý vị phải nắm cái gốc là cái tâm. Tôi thấy đây có ba hạng người trả. Ba người thì trả bài nghĩa là chỉ thuộc lòng thôi. Rồi cứ đọc ra những cái dàn bài sẵn của tôi.
mà không có giải thích chi tiết. Còn một số để giải thích chi tiết. Còn cái thứ ba là nắm cái gốc thì không ai nắm được. Có một số ít thôi, như chuyện Đức có gắm cái số đó thì nắm được cái gốc. Cái gốc là gì? Là nắm cái tâm. Mà nắm cái tâm thì mình đâu cần phải y chang như sư giải vậy. Mình có thể sáng tạo. Thì cuộc sống làm sao mà sáng tạo, nhưng mà đừng có lìa cái tâm. Thì tôi muốn Phật tử ở chỗ đó, nhưng mà đa số là không được. Niệm Phật phải có miệng mới niệm được. Mà không miệng là không niệm được. Mà niệm bằng cái gì? Có người nói bằng cái tâm, mà tâm nào mới được chứ? Tâm thiện hay tâm ác hay tâm giải thoát? Thì có nhiều thứ tâm. Niệm bằng cảm giác cũng là tâm, mà tâm thọ cảm. Thì sanh về cõi trời sắc giới thôi. Còn niệm cõi trời sắc giới, dục giới, còn niệm bằng cái tâm mà không lạc không thọ thì nó lại khác. Vô sắc giới mà không lạc không thọ có nhập lưu thì nó khác với của tứ thiền như thế nào? Thì cái đó mình phải rành. Thành ra tôi nắm là tôi nắm cái tâm. Thành ra tôi đi đâu cũng vậy, giảng pháp hỏi tôi cái gì tôi cũng trả lời được á. Tôi không dựa trên thân cái miệng. Mà quý vị rồi cũng dựa trên thân miệng. Tôi giảng đã rồi cũng trở về thân miệng. Mà quý vị nắm không vững đó là quý vị làm sao tu. Nắm vững vậy tôi không phải là biểu quý vị đừng hành động bằng thân, bằng miệng, không phải vậy. Cứ hành động, nhưng mà phải biết. Mấy người sơ cơ thì muốn niệm Phật được, thân lại Phật, miệng niệm Phật, thì cái ý dễ nhớ Phật. Còn những người khá, người ta không cần thân lại Phật, ta chỉ miệng niệm Phật, ta nghĩ tới Phật. Còn những người cao nữa, người ta không cần thân lại, không cần miệng niệm, mà ta nhớ nghĩ tưởng Phật, người ta niệm ngồi chánh công. Nhưng mà coi chừng, tôi nói vậy là tùy theo cái trình độ của mình. Mình sơ cơ, mình niệm, mình lại Phật, mà miệng niệm, mà không biết cái ý tập trung vào Phật được hay không. Đừng có bắt chước tôi. Nhưng mà tôi giảng thì tôi phải giảng cho đủ hết. Thì quý vị coi cái trình độ mà nó đâu, thì làm theo đó. Thành ra tôi muốn giảng là giảng đủ hết cho quý vị, rồi mỗi người theo trình độ mình. Thôi bây giờ trở lại cái này, thì tôi xin trưa trước là mình giảng về địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh trước một cái hả. Nếu quý vị thấy rõ cái này thì quý vị đi vào quả nhập lưu. Còn thấy lờ mờ thì quý vị nhảy qua cái nhãn súc và sáu súc sanh, qua người và trời dục giới. Thì pháp môn là phải đối trị. Quý vị cũng thấy, cũng hiểu, nhưng mà hiểu một cách lờ mờ. Thì lờ mờ đó đạo Phật kêu là vô minh, không sáng. Do cái lờ mờ này mới có niềm tin, mới có nghi. Mà nghi thì tội liền sanh. Thành ra chúng ta để ý chỉ có con người mới có vấn đề. Còn loài thú, là ngạ quỷ, nó sống không có vấn đề. Không vấn đề thì sướng, nhưng mà vấn đề mà nó tứ hù, nó đâu có biết gì mà đặt vấn đề. Còn các vị A-la-hán cũng giống như con nít, cũng giống như ngạ quỷ súc sanh, họ sống không bây giờ có vấn đề. Thành ra hai cái này nó lộn xộn. Mình phải biết ngạ quỷ đó, súc sanh, thì nó cũng sống mà hiện lượng tánh cảnh. Thành ra mình thấy duyên sức cho lạ lùng. Bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là hiện lượng tánh cảnh. Hiện lượng tánh cảnh là bất lạc, bất khổ thọ. Cũng như đứa nít mà để ý của nó là ngạ quỷ, súc sanh, nó mới 3-4 tuổi rồi nó đâu có phân biệt, nó chưa có tư tưởng. Mà hãy nó đói là nó đòi ăn, mà không cho ăn là nó quỷ á. Còn loài nó lớn lên 5-6 tuổi thì nó súc sanh. Nó làm gì nó biết phân biệt một chút. Nhưng mà khi nó giận rồi là nó không phân biệt á. Nó chửi thề á. Mình phải hiểu. Và khi mình vuốt ve nó, mình chửi nó, mà mình vuốt ve nhẹ nhàng, nó không biết mình nói cái gì. Nó chưa biết tiếng Việt chẳng hạn. Thì mình vuốt ve mình ấy nó rồi mình chửi nó, nó vẫn cười như thường. Nó không có phân biệt. Nó sống với
ta kêu là cái bản năng của nó. Thì những người này, con thú này không bao giờ thành Phật được, mặc dù nó vẫn có Phật tánh, vẫn phát hiện từ cái lặng lẽ, cái chân không, nhưng mà nhận trở về cái đó thì không được, bởi vì nó tối hù. Còn các vị A-la-hán cũng giống hệt như con nít thôi, họ biết rất rõ, do biết rất rõ mà họ không dính mắc. Chửi họ, họ biết, họ vẫn tươi cười. Mà vuốt ve họ, họ biết, họ vẫn tươi cười. Còn con nít đó, mình vuốt ve nó, mình chửi nó tươi cười. Mà mình khen nó, mình khen nó mà mình tỏ vẻ giận dữ, nó không, nó đâu có biết. Nó chỉ thấy họ vuốt ve là nó khoái thôi. Thành ra vị A-la-hán thì hơi khác hơn con nít. Thành ra tu tiên người ta thường lầm trở lại như trẻ con. Tu tiên có một cái câu chữ Hán vậy tôi quên, tức là trở lại như đứa trẻ, sống không lo nghĩ gì hết. Thành ra thời buổi này người ta thích cái thời buổi học sinh. Học sinh đâu có lo nghĩ gì, đi chơi đá bắt bướm vũi hoa này kia, về cha mẹ lo hết. Tuổi học trò, chúng ta coi cái bài thơ của ông Xuân Diệu về tuổi học trò với cái bài nhạc về tuổi học trò là tuổi sung sướng nhất cuộc đời. Nhưng mà khi ra khỏi trường lập gia đình rồi thì bắt đầu mới biết cái khổ. Chừng đó là bắt đầu có ý chí. Muốn làm cái gì thì phải có sự tính toán, sự lo lắng. Người ta có nói câu gì không? Không lo, không chịu lo, chịu làm thì không thể sống được. Làm cái gì cũng phải lo, nói chuyện cũng phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Với cái xã hội xã giao bây giờ, thành ra chúng ta đọc bài kinh 66 này chúng ta thấy rất rõ, thấy rất rõ. Và tại sao Đức Phật nói thân người thì khó được, nhân thân năng đắc trong tứ nan, cái thân người rất khó được. Thì chúng ta coi lại trong này, chúng ta thấy sáu căn, sáu trần, sáu thức, thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức là ngạ quỷ. Sống có cảm giác lờ mờ, chứ không phải là cảm giác thật. Cảm giác thật thì qua tới sáu thọ, tức là sơ nhị tam thiền của sắc giới. Còn cảm giác lừa dừa thì là sáu xúc, tức là cõi người và trời dục giới. Bởi vì không nhập định được, chỉ có cái cảm giác hỷ lạc trong 5-10 phút, 1-2 tiếng, 6-7 tiếng. Còn cõi trời sắc giới thì 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 70 năm, 7.000 năm. Thì đây là mới chìm đắm trong hỷ lạc. Còn cái kia lấy 5-7 tiếng tôi đã từng vô trong đó. Thì nó lạc lắm, nó an vui lắm. Mà nhị thiền thì mới có cái hỷ thôi, cái tam thiền mới có cái lạc. Thì cái này trong kinh 66 cũng rành, nhưng mà rành là phải có biết duy thức giảng à. Chứ còn cái này đọc biết bao nhiêu người giảng mà không ai đi sâu được á. Tôi cũng giảng mà tôi không rành cái hỷ với cái lạc. Cái hỷ là cái thân bên ngoài của cõi người trời dục giới. Tới qua cõi trời sắc giới mới có cái lạc, là cái thân bên trong. Thân bên trong thì tôi dùng danh từ thân bên trong thôi, chứ duy thức thì kêu là tịnh sắc căn, tức là thân của các dây thần kinh. Còn thân bên ngoài là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mắt thì có thần kinh thị giác, tai thần kinh thính giác, mũi có thần kinh khứu giác. Mấy cái này nó đưa lên óc. Rồi tôi nghiên cứu kỹ nữa, tôi mới nhờ bác sĩ giao đưa tôi cái quyển mà bên khoa học đó, bên bác sĩ dạy đó. Tôi đã coi mà coi sơ, bây giờ nhớ lại thì trong đó có dạy. Thì cô đưa mấy cái hình mà mới bây giờ đó, của ông tiến sĩ gì đó, ông vẽ rất là hay. Thì thật sự năm dây thần kinh đó, thần kinh thị giác, thần kinh khứu giác, dính thính giác, khứu giác, vị giác, nó đưa lên trên đầu. Mà nó nằm chung quanh cái đầu á, có năm cái phần dây thần kinh. Thần kinh thị giác thì như ở giữa này, mà theo bên tiên đó thì ở giữa hai chân mày, đó là thiên nhãn, con mắt nó gom vậy đó. Rồi dây thần kinh đây mới đưa lên trên đầu. Mà chung quanh này đó kêu là
trong khoa học kêu là tiểu não, tức là cái óc nhỏ, còn ở giữa này cái chốt mà đạo Phật kêu là mâu ni, chúng ta kêu bên 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 thuốc thì kêu là bách hội, bách hay là bá là trăm, trăm dây thần kinh đều hội trên này hết. Còn đạo Phật thì kêu là mâu ni, thì chỗ đó là chỗ xuất nhập của tư tưởng, còn cái này là chỗ xuất nhập của cảm giác. Năm năm cảm giác mắt tai mũi lưỡi thân đều nằm ở chung quanh cái đầu này kêu là tiểu não. Đó là khoa học, tôi thấy khoa học giải thích hay, nó rành, còn bên tiên còn rành hơn nữa, nhưng mà phải ngồi thiền à. Rồi lâu rồi tự nhiên mình hiểu thôi, nó không có giải thích rành như khoa học vậy. Khoa học thì giải thích rành vì nó có máy, nó có cái chúng ta kêu là bữa bối đó. Còn bên khoa bên tiên là không có bữa bối, lấy mình làm bữa bối. Khi mình luyện nội tức đó thì mình thấy được mấy cái đó, thấy bằng cái thực chứng của mình chứ không phải bằng cái máy móc. Chẳng hạn như bên tiên đó thì nó giống như con nít mà lúc còn ở trong bào thai. Con nít ở trong bào thai đó thì không có thở bằng không khí bên ngoài, bằng thở bằng cái hơi thở nội tức của mẹ. Bây giờ tôi nhờ bác sĩ vào đưa mấy cái quyển đó tôi thấy nó hay. Coi thì tôi bị bây giờ yếu về thần kinh, coi rồi nó chóng mặt. Thế đó tôi ngồi ngày ít thôi mà tôi thấy hay. Đó thì từ cái môi mình đó, đứa bé trong bụng mẹ cái môi nó ngậm lại, cái hậu môn nó nhíu lên, và từ sanh ra đứa bé nó mở tiếng khóc chào đời với tiếng khổ a là cái môi hở làm hai. Thì từ cái môi này mà đi tới cái hậu môn đó kêu là mạch đốc, rồi từ cái môi ở dưới mà đi xuống hậu môn đó kêu là mạch nhâm. Đứa bé hồi trong bụng mẹ thì nó chưa có ỉa, thành ra cái hậu môn của nó dính lại. Rồi cái môi nó không hở ra, không nói chuyện, thì mà đẻ ra đứa bé bắt đầu khóc là cái môi đứt làm hai, nhâm đốc chia làm hai, chứ không còn đi theo cái dòng nữa. Mà đi theo dòng thì không cần thở hơi ở ngoài, chỉ ăn cái hơi thở của mẹ, máu huyết của mẹ thôi. Một cắt cái nhau nữa, tại đúng nữa thì đó đứa bé là lìa mẹ rồi. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Tôi nói đại khái thôi. Thì chúng ta về nghiên cứu thêm. Mỗi lần tôi nói một ít. Thành ra cái đầu tiên này 6 căn. Thì chúng ta nên nhớ mắt tai mũi lưỡi thân. Thì đây là những cái tổ hợp của các điện tử, chứ không phải là có con mắt giống như vậy được. Rồi khi qua tới mà 6 thức thì đây mới cải sửa đây. 6 xúc thì mới bắt đầu có ý chí. Còn cái tư tưởng này là một trạng thái lờ mờ. Cả nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức đều là những điện tử thôi. Khoa học kêu là điện tử, đạo Phật kêu là chủng tử. Thì ông lão tử kêu là hỗn độn, tức là nó quay mầm như vậy đó. Thành ra coi lời 62 tôn giáo thời Đức Phật đó cũng có cái đạo như vậy, nhưng mà dừng ở chỗ này, dừng ở chỗ này. Thành ra nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ, tức là một trạng thái hỗn độn. Mà hỗn độn thì không đúng, thì có đạo Phật lấy cái đó rồi giải thích sâu rộng hơn. Thì cái này là kêu bằng di vật, lấy vật chất làm gốc, chứ không có nói tới tinh thần. Sau này có tinh thần, tức là có nhãn xúc, tức là có ý chí, có mặt na, thì mặt na mới cải sửa cái hối hỗn độn này thành ra con mắt, sắc trần và nhãn thức. Cái này quý vị phải ngồi thiền nghe, chứ tôi giảng là quý vị không có nắm được đâu. Quý vị chỉ nắm cái bánh vẽ thôi, nhưng trong ăn cỏ vậy, ngồi lại rồi mới thấy rõ. Khi nào quý vị ngồi thiền 5-6 tiếng, 7-8 tiếng, quý vị sẽ thấy. Thành ra tôi yêu cầu quý vị là thỉnh thoảng mình nên đi kiếm chỗ ngồi thiền. Đức Phật cũng khuyên vậy, không thấy nào các con hiểu được lời ta giảng đâu. Rồi xong giảng bài pháp xong, Đức Phật nó kiếm chỗ vắng,
thanh tịnh dưới gốc cây, căn nhà trống hoặc ở trên núi non ở ngoài bãi biển, tha ma nghĩa địa nơi đồng vắng. Chúng con coi lại trong kinh. Thành ra tôi thường muốn tổ chức quý vị đi biển, để khi quý vị thấy cái cảnh đó rồi tâm quý vị nó mở rộng ra. Nhất là biển thì không cái nào rộng bằng biển. Dưới đây có biển Ba Đồng nó dài vô cùng. Không phải chỗ có du lịch đâu, du lịch tôi không ngồi được chỗ là chỗ ăn chơi. Chạy thêm 6-7 cây số nữa. Cái biển ở Ba Đồng nó dài lắm. Thì mặc sức 300-400 người cũng đủ, nó chạy dài bờ biển rất là khô. Nhưng mà tôi thấy quý vị tụi tu chứ còn không có thương nhau, kỳ cục vậy đó. Có ở đây tôi, có gặp tôi thì gặp Phật thì lại, mà ra ngoài quý vị nhau thì là bánh à, chơi từ chút thôi chứ không có mà nhường nhịn ai hết. Là tôi cũng hơi chán. Thì làm thì đỡ, mà mấy cô thì giờ tu đông đồng chí chứ không có đồng trận, không có đồng đồng tâm, hơi khó. Tôi thấy là mấy cô cố gắng làm sao nếu kính tôi, thương tôi thì thương yêu nhau, giúp đỡ nhau hết lòng, chứ không phải vô đây rồi thì Phật mà ra ngoài thì ma, là tôi thấy không có được. Ok rồi, đi ngoài biển là thất bại đó. Tôi thấy nó lộn xộn tùm lum hết. Cái đó con lỗi ra tôi, đúng rồi tôi phải đứng ra tổ chức. Mà tôi thấy quý vị nghe Pháp nhiều quá rồi, có Bát Nhã không? Ở nhà khi gặp nhau thì Bát Nhã. Nó tôi cũng hơi kẹt. Mà tôi thì không có tài tổ chức, tôi cũng nói thiệt là tôi giảng Pháp tôi, chứ tổ chức đi đâu đó Phật tử lo nha. Thì tôi cũng nói trước rồi, nhưng mà thất bại. Đi rồi hiểu lầm nhau tùm lum hết trơn. Thì tôi ở kỳ nay quý Phật tử cố gắng làm sao cho tôi vui. Đã thọ giới, giữ giới không phải giữ ở tịnh xá, giữ ở có tôi. Mà dẫn tôi quý vị cũng phải thương yêu nhau, giúp đỡ nhau. Mà chẳng những Phật tử mà cả người dân người ngoài mình cũng phải vậy thôi. Là đầu đen máu đỏ mà. Mà Đức Phật cũng nói đầu đen máu đỏ, không có một giai cấp trong đầu đen máu đỏ. Không có người giàu nghèo trong đầu đen máu đỏ. Mà tôi thấy quý vị còn phân biệt giàu nghèo. Tôi thấy người đó đi là có mấy cô mà nghèo, tôi mừng vô cùng. Nhưng mà hỏi lại mấy cô méo miệng. Kỳ đó là có cô Siêu nè, cô gì, mấy cô quét lá ở trong này, cô Đào nè, cô gì mà nói là ông Hồng gì, ông bạn cô Đào bị đuổi. Lên xe bị đuổi xuống. Còn mấy cô kia đi là bị ngăn đó. Thì chắc là cũng nghèo, không có tiền hay sao. Thì tôi nghe, tôi thấy đi trời đó tôi mừng quá. Nhưng mà lợi là ngồi nhóm riêng à nghe không? Mấy người nghèo rồi có nhóm riêng người nghèo, chứ tới người chung mỗi người có một nhóm nhóm. Thì tôi thấy sao mà nó kỳ quá. Ở ngoài đời thì không nói, mà học đạo rồi, mỗi người mỗi nước mỗi non mà. Khi vào cửa đạo thì như con một nhà. Đằng này nói thì hay quá mà kia đó. Tôi thấy mấy cô đi quét lá này kia mà đi được đi chung như xe tôi mừng vô cùng. Thế về đây tôi hỏi thì cô nào thấy miệng mấy xèo. Tôi nói nó hơi khó. Thì Phật tử phải cố gắng, giàu nghèo gì mà thấy cũng vậy thôi. Thì mình hãy bao xe thì mình cho mấy người nghèo đi. Nhưng tao phát tâm tao muốn đi, ta lên xe mà đuổi người ta xuống thì nó mất mặt quá. Còn khi có xe không thì lại không cho đi. Bỏ xe công mà đi rước sư thôi, chứ còn mà đi xe công thôi. Mình thấy nó kẹt lắm. Thì tôi nói cho Phật tử biết, nếu kính tôi, thương tôi thì mình phải sống hòa với nhau. Thì tôi giờ chúng ta bắt đầu, để rồi tôi giảng này quý vị thấy là mình nằm ở trong sáu căn, sáu trần, sáu thức thì nó kẹt quá. Mình phải qua sáu xúc. Sáu xúc là người trời dục giới đấy. Còn qua sáu thọ mới ngon ạ. Sáu thọ là phải giữ tám giới và phải nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Còn cõi trời dục giới thì chưa có nhập được đâu, ngồi được 5-7 tiếng, 8-10 tiếng thì có đó chưa ăn thua gì. Như tôi ngồi 8-9 tiếng không ăn thua gì. Được có 8-9 tiếng không ăn uống tiêu tiểu thôi, chứ còn ra rồi cũng ăn lại như cũ. Mình nhập rồi đó, không? Cái thiền này nó khó ở chỗ đó đó. Khi già lớn tuổi rồi mà không đủ sức khỏe, không đủ điều kiện là không nhập được.
Như tôi bây giờ tôi nhập lại không được rồi, chừng 2-3 tiếng cho đừng nói 7-8 tiếng. Sức khỏe mình không có, điều kiện không khí không có, và hoàn cảnh bây giờ không giống như xưa nữa. Mà bây giờ không thể nhập, tôi biết quý vị là khó nhập, nhưng mà mong cầu quý vị ngồi được 2-3 tiếng và hiểu được cái 6 căn 6 trần 6 thức là được rồi. Đặng mình tránh những cái căn trần thức này, khi nó xuất hiện mình biết, mình biết rồi cải sửa thì cứ cải sửa. Cải sửa qua người trời cũng ngon, người trời thì có thể là giảng sanh về cực lạc. Mà sợ quý vị không biết thôi. Không biết là có à, thì ở ngay 4 đường này. Không biết là vô minh. Mà vô minh là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula hiện tại. Còn biết mà cải sửa thì quá người trời. Mà người trời thì cũng chưa khó mà nhận. Còn tới mà sơ nhị tam thiền, quý vị có một sự trăn trở thì quý vị sẽ nhận được bất tử ngay nếu có người dạy. Thì đây tôi là giảng Bát Nhã thôi, mà không dễ gì qua. Nếu quý vị không nhập được ngồi chừng 3, 4, 5, 6 tiếng thì quý vị khó. Cái thiền định là một cách tiêu hóa tất cả những cái hiểu biết của mình. Mà hiểu biết không thuộc lòng là chừng đó lấy cái gì mà nghiền ngẫm. Thành ra cái khó khăn tôi là muốn quý vị làm sao học thuộc lòng cái bài kinh 66 này. Thì chừng đó quý vị đầy trong ải lại da quý vị ọc ra. Rồi có thì giờ quý vị nghiền ngẫm mà nhớ lại những điều tôi giảng. Những điều tôi giảng quý vị bây giờ có thể tư tưởng quý vị nghe quý vị quên. Nhưng ai lại da nó không bao giờ quên. Quý vị có hai cách thâu nhập những cái hoàn cảnh bên ngoài. Một cách bằng tư tưởng, một cách bằng ai lại da. Mà ai lại da nó làm việc quý vị không hề hiểu nó đâu. Đức Phật còn ngán mà. Đức Phật ai lại da với mạt na ta không dám đụng tới. Bởi vì nó rất là khó hiểu mà có thể tiểu thừa chấp nó là chân như. Mạt na thì là giọng chắc chắn ở đó, còn a lại da là khó nhất. Nó không phải giọng mà cũng không phải chân, mà nó là chân giọng hòa hợp. Tôi bị cái a lại da mà tôi muốn chết với nó. Nhất là coi cái Thủ Lăng Nghiêm, tôi chưa từng thấy ai mà chỉ cái tu Bát Nhã bao giờ, không có kinh nào chỉ hết. Kinh mà Kim Cang giải thích về Bát Nhã rành nhất vô sát na mà không có chỉ cách tu. Vì chỉ cách tu nó thuộc về tư tưởng, mà không chỉ cách tu mình làm sao tu. Tới mà tôi thấy là ông Triệu Châu mà hỏi ông thầy đó, mà ông ngộ mà tôi cũng không biết ông ngộ cái gì. Chắc là ông có thao thức quá xá ông ngộ được. Nhưng mà cái cách tu tôi cũng không hiểu. Mà hỏi Bát Nhã là gì, trí tuệ là gì thì... Mà thầy từ con vô xuất gia rồi 17, 10 năm thầy không giải gì hết. Giờ thầy nói ta có giấu gì không? Ta ăn, ông xin rửa bát, bưng cơm lại ta, ta ăn, bưng nước lại ta, ta nhận, muốn giặt đồ ta đưa ông giặt, ta có giấu gì đâu. Ông nói vậy là đạo sao thầy? Nói à, vậy là đạo đấy con. Bình thường tâm của cuộc sống chính là đạo. Chứ đạo không có đâu, thức là ngay cuộc sống này. Ông nói vậy rồi con xuất gia anh chị. Con ở nhà thì con giặt đồ, con bưng cơm, con này kia cho cha mẹ con thì có cũng đạo đó. Ấy khác rồi con. Con làm mà con không biết mình làm. Còn ở vô đây con làm cái gì, con phải tỉnh thức, con phải biết con làm. Mà cái biết mà tư tưởng cũng là biết vậy, cũng tỉnh thức vậy. Tôi bưng cơm cho ông thầy, tôi biết tôi bưng cơm thì tôi tập trung vào đó, tôi không nghĩ chuyện gì khác, đi tôi biết bước chân tôi đi. Như vậy thì giữa Bát Nhã tư tưởng khác nhau sao? Thì mình thấy nó có một cái khó khăn trong đó. Mà Triệu Châu nói nếu vậy là con không hiểu, thầy giải thích cho con hiểu. Chứ thầy nói vậy rồi thầy cho thí dụ như vậy. Con cũng có thể bưng cơm cho thầy, con tập trung, con biết con bưng. Con không suy nghĩ gì khác. Rồi thầy đưa bát con rửa, thầy đưa đồ tôi giặt, con giặt cho thầy. Như vậy là con cũng là Bát Nhã sao? Thì nó khác là con. Nhưng mà khác làm sao? Thì mình thấy Nam Thiền cũng không trả lời được. Ngài nói nếu mà con ta giải thích cho con có pháp môn thì đó là tư tưởng rồi, con không thể vô Bát Nhã được.
Ông chịu trong tích nước, thầy không giải thích con làm sao biết nóc nhả là cái gì, đạo là cái gì. Thì Nam Tiền hét, đạo không thuộc về biết hay là không biết. Nếu con không biết, con là cây đá, là địa ngục, là vật lý. Còn nếu con có cái biết thì con cải sửa là người trời, dục giới, sắc giới, vô sắc. Con muốn cái nào? Con không muốn cái nào? Con muốn làm Phật à? Và làm Phật thì không có địa ngục, không có người trời dục giới, mà không phải là không có. Nghĩa là vẫn có địa ngục, có người trời, người ta tưởng là đạo Phật là bỏ cuộc đời này, lầm. Không dính mắc vào nó. Không dính mắc có nghĩa, không có nghĩa là không theo. Mà không có vấn đề theo hay không theo, hồi trước sau thì bây giờ cũng sống y vậy. Nhưng mà với sự tỉnh thức, với gì thấy rõ ràng. Thành ra đạo Phật là cái gì? Đạo Phật không là gì hết, mà nó là tất cả. Thành ra Đức Phật là ở trong vô lượng pháp giới. Pháp giới nào cũng có Ngài hết, mà mình đâu biết. Nhưng mà Ngài không dính mắc vào đâu hết. Thì cái không dính mắc làm cái khó khăn. Trong tứ diệu đế kêu là tập đế, mà chữ tập này người ta hiểu lầm rất nhiều. Chữ tập thì cái nghĩa nó thường nó là thói quen. Mà thói quen là gì? Chính ông bác sĩ còn không rành nó, cô bác sĩ gì cô uống rượu thì cô thấy nó đắng ngắt, nó chua cay xé, cô nó không bao giờ cô nghiện. Đâu phải là cái miệng mình nghiện, mình lầm tới tiếng là nghiện cái gì, nghiện ngập cái gì, dính mắc cái gì, là do cái thân cái miệng mình làm hoài rồi nó quen rồi nó ra nghiện. Chúng ta thường lầm cái chỗ đó, cũng như cái cô Việt kiều bên Mỹ cũng vậy. Chết rồi 8 tiếng còn cảm giác đau. Mà cảm giác đau đâu phải là nghiện, đâu phải là khổ, mà chính cái tư tưởng mới là nguyên nhân của nó. Tôi uống rượu, tôi không uống một lần, hai lần, ba lần, bảy lần, tới bảy lần rồi tôi nhớ lại. Cái nhớ này làm cho cái miệng, vì cái miệng là cái điều khiển của cái nhớ. Mình đi thì chính là tư tưởng điều khiển đi. Mình ăn là cũng tư tưởng điều khiển mình ăn. Mình nói là cũng tư tưởng điều khiển nói, mình nhìn cũng do tư tưởng điều khiển mình. Mà cái nhìn, cái tư tưởng đây phải nói là ai là do mới đúng. Nếu không có ai là do là tư tưởng không phát hiện được. Mà nó tư tưởng nói tư tưởng chứ thật sự tư tưởng chưa phải là cái gốc cuối cùng. Tư tưởng mà phát hiện là nhờ mặt nạ moi trong ngoài là do cung cấp cho nó, còn không là không bao giờ có tư tưởng. Nhưng mà tôi giảng tôi có phép hơn tiện, tôi nói dốc một chút thôi. Mà khi nào hiểu sâu rồi tôi bác cái tư tưởng không phải nó. Tư tưởng có thể gián đoạn, còn ai lại ra không bao giờ gián đoạn. Còn mặt na gián đoạn phân nửa, dân nửa còn. Cái đó là cả một cái vấn đề khó khăn mà Phật tử phải hiểu. Mà làm sao hiểu được? Đây là của tôi chứ đâu phải của quý vị. Mà tôi hiểu được là nhờ tôi nghiền ngẫm từ năm này qua năm khác, 5 tiếng, 7 tiếng, 9 tiếng. Quý vị nghe chỉ là cái bánh vẽ thôi, quý vị đâu có nghiền ngẫm gì, chỉ là trâu ăn cỏ thôi mà đâu có nhơi gì đó. Phải nghiền ngẫm nhơi tới nhơi lui cho nó nhầy bấy. Thế mà bây giờ tôi cũng chưa sống được, tôi nói rồi. Quý vị đa số là Phật bà thọ ký cho tôi không? Cũng nói tôi lạ láng hết. Mà tại sao mình không trở về với mình mà do nhìn người khác nhìn tôi làm cái gì? Tôi A-la-hán rồi quý vị được cái gì? Chừng đó sư đổ tụi con, tôi nói tôi đạp cho một đạp cho đó mà đổ. Cuộc đời nó không ai đổ ai hết đó. Nếu đổ được là Phật Thích Ca, Phật Di Đà độ, mình ngồi rung đùi rồi thành Phật. Chơi cho đã rồi cũng thành Như Lai, đâu có cái vụ đó. Thành đó có nhiều người giảng tịnh độ sai là tôi cả, cả Pháp Sư. Hãy niệm Phật dầu tạp niệm, dầu nhất niệm tạp niệm cũng vẫn vẫn sanh. Tôi nói ở đó mà vẫn sanh. Tu Tà Tà Di Đà cũng độ, mà tu Lai Đai Như Lai cũng chứng minh. Tôi nói tu Tà Đà thì mãn thà nó độ. Tu Lai Đai là con xấu nó nhai xương, nó có đó mà tu Tà Tà mà vẫn sanh. Pháp môn tịnh độ gì mà bán rẻ quá vậy? Quá tệ. Vô tình hại tịnh độ. Có tạp niệm đó mà có ban hồi niệm nhất là cũng phải tu tịnh độ à, nhưng mà chưa được nhất niệm thôi. Có nhiều người cái nghiệp nặng quá,
Niệm 2-3 năm rồi cũng chưa nhất niệm. Là vì sao? Không có giữ giới. Mà thời buổi này làm sao giữ giới? Trời ơi, cả một vấn đề giữ giới rồi con cặp đất mà ăn sao? Cuộc đời nữa nó nhiều chướng ngại lắm. Có nhiều người ở xa, ở Mỹ, ở thành phố rồi xuống đây kiếm để nghe phải. Còn có người ở đây đủ điều kiện mà không nghe được. Một là tự mình, hai là mình cố gắng nghe mà cha mẹ anh em cản trở. Bị nghe pháp với tôi, tánh tôi thì có. Nghe pháp thì phải bớt bỏ làm ăn vừa đủ sống thôi. Rồi có bao nhiêu đó là bố thí làm phước cúng dường. Rồi phải bước qua hạ thủ công phu. Phải ngồi thiền, đủ thứ hết. Rồi làm sao làm được? Đừng cho vô nghe ổng riết rồi không có làm ăn gì hết trời. Không có làm giàu được. Tôi thì tôi không chịu có làm giàu, không chịu có làm phước. Có tiền mới cúng dường cho sư được. Bọn ông sư là phải có cúng dường sao? Chùa là để cho những người giàu đến cúng dường, người nghèo không đến được sao? Tôi là tôi không có chịu cái đó. Làm phước thì được, tôi đồng ý. Nhưng mà phải bước qua trí tuệ. Thành ra tôi thường giảng cái bài Lương Võ Đế đó. Ông vua cất 72 kiện chùa đồ sộ, đồ hơn 3.000 tăng ăn mặc ở bệnh. Mà chúng ta thấy một người là cúng dường muốn chết là 3.000 tăng. Mà năm này qua năm khác thì phước báo rất nhiều. Nhưng mà không tu học Phật Pháp. Ông có tu học à, con dư quý vị đó. Nhưng mà có cái là không có nghiền ngẫm. Không có người thiền. Ông vua mà trăm ngàn việc. Ông than là bách niên thí sự trăm canh mộng, bất cập tăng gia bán nhược ngàn. Đó là có thượng trị. Mà vua nào cũng vậy thôi. Cuộc đời trẫm 100 năm thì trẫm là chủ giang và sơn hà gấm dốc mà. Thành ra bách nhiên tế sự trẫm 100 năm ở ngoài đời không bằng nhà sư nửa ngày ngàn. Ngàn nó mới đi vào sâu vào thiền định được. Còn quý vị giờ cũng giống như ông vua thôi. Ông vua thì giàu có, quý vị thì thiếu tốn. Quý vị có muốn làm sao cho nó giàu? Nó muốn giàu thì mất cái đạo. Đạo thì phải sống đơn giản, sống nghèo. Chúng ta mà sở dĩ mà cực khổ là do cái gì? Do ăn mặc ở bệnh thôi. Đức Phật luôn luôn khuyên cái đó. Theo thiểu dục tri túc. Ít muốn biết đủ, chỉ dùng tạm sống thôi. Nếu có dư thì cho người nghèo, còn không thì lo tu thôi. Đâu có phải giàu mới là vô chùa được. Nhưng mà sự thật nó như vậy. Thật sự có nói, sư nói vậy chứ không phải vậy đâu ơi. Sư ra đời sư mới biết. Tôi thì tưởng đâu là thọ bác quan trai với Phật thất này kia đi vô đó khỏi tiền. Thì tôi thấy thường vậy không? Tôi đi ở chùa Trà Côn này kia nghe hỏi sư cô nói mấy dược tiền nó lo hết từ xưa. Chứ con đâu có tiền đâu mà lo nổi. Thì tôi tưởng vậy, tới chừng hỏi Phật tử tôi nói thì bây giờ nghèo có lo tu thôi. Phật thất bữa giờ Trà Vinh tới 7, 8, 6 cái chỗ Phật thất. Một tháng có 7 cái Phật, 4 cái Phật thất là đủ một tháng rồi. Thì vô đó tu thôi. Rồi nói sư nói vậy chứ không phải vậy đâu sư, sư có đi sư mới biết. Tôi nói trời có vụ đó là sao? Nếu không có tiền vô Phật thất một lần, nhiều lần là sư cô, quý sư nói à, rầy à. Rồi tụi con cũng tự ái chứ, đi bị rầy một hai lần thôi. Chứ vô không cúng gì hết trơn rồi vô cứ ăn 7 bữa. Thì tôi nói trời ơi, vậy là tôi có lỗi, tôi đâu có biết ở ngoài nó sao. Cái tỉnh xá tôi là cúng tiền tôi không có nhận. Trừ khi năn nỉ quá thì tôi mới nhận thôi, chứ khi có làm Phật sự tôi mới nhận. Nói con không có cúng cho sư, con cúng Tam Bảo. Rồi bây giờ tôi phải nói Tam Bảo chưa có cắt cái gì, chừng nào cắt rồi có hay hơn cúng. Thì nó có mình sư thôi á, các nơi không có gì đâu, xin còn muốn xin thêm nữa rồi sư ơi. Con phải giật kiều hôm mới về ha, tôi cần cất chùa, con cho tôi nhiều nhiều. Cái đó là chính đó, lỗ tai tôi nghe. Thì chúng ta thấy là cuộc đời nó khó. Có tiền là mua tiên, mua Phật. Tiền là sức bật cuộc sống, là sức sống của tuổi trẻ, là sức khỏe con già một hơi. Tôi thấy báo dân quá Phật giáo là gì. Thì thôi quý vị cố gắng làm sao sống đơn giản một chút. Thì có tiền thì bố thí người nghèo. Thì mấy cái chùa nào đầy đủ thôi đừng cúng nữa.
Tôi nói vậy có người ghét tôi cả mấy thầy. Nhưng mà tôi thấy vậy là chùa nào nghèo thì nên cúng, chùa bố thí cho người nghèo trước. Thì cái đó cổ nhân đã có nói đó, dầu xây chín đợt phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Cái mạng sống con người nó quý trọng hơn là chính cái cảnh chùa. Dầu hàng tỷ tỷ mà các chùa không bằng cứu một mạng người. Tôi nói sai là tôi xin chịu tội hết. Thì quý vị cố gắng. Thành ra quý vị làm sao mà cố gắng sống vừa đủ thôi. Mà tôi thấy là không biết làm sao mà vừa đủ. Hôm tôi nói với mấy cô vợ Vĩnh Châu, tôi nói tôi nghĩ đi cô ơi, cô có mấy đứa con ở ngoài Bắc, bây giờ nó gửi 100 đô đủ sống rồi. Cô nói sao? Tôi nói 100 đô đủ sống hả? Một ngày con xài 50 đô đó, nói cho sư biết. Chứ đừng nói một tháng 100 đô. Tôi không biết ở ngoài xài cái gì. Tôi thì dốt thiệt, tôi đâu có cầm tiền. Bây giờ đưa tiền tôi cũng không biết là bao nhiêu. Hình đâu có gì thấy là tôi cù lần. Nếu mà thấy tôi cù lần thì thôi, đi chỗ khác, chỗ nào thông minh hơn. Tôi điện thoại bàn, điện thoại di vọng gì tôi cũng chả biết bắt. Có mấy cái máy mà đĩa gì tôi chả biết, đĩa gì giờ cào sim cái gì tùm lum hết, tôi không biết gì hết. Tôi biết có tôi thôi à. Nhưng mà tôi theo dõi tôi, nên ra tôi rất lo tôi. Tôi không có đắc. Tôi thấy là cái tư tưởng mình nó dữ lắm. Nó xảo trá, nó quỷ quyệt, nó mánh lưới, nó chạy tới chạy lui đủ cách hết. Tôi theo nó tôi biết nó, mà nó cũng muốn cải sửa rồi. Tôi không chịu lắng nghe. Mà cải sửa tôi mới có mình lên được cái xiềng vàng đó, nó có gì đâu mà biết như vậy. Mà cái tập khí cải sửa là vô lượng kiếp. Thành ra tôi mới thấy tại sao mà Đức Phật không muốn giáo hóa. Khi đắc quả rồi Ngài muốn diệt thọ tưởng định à. Thì cái tập nó nặng quá đi. Tập thì người ta giảng không rành, giảng cho nhiều lần. Tập là thói quen, là cái danh từ gần nhất. Thói quen là ghiền, ghiền là nghiện ngập. Mà nghiện ngập không phải do thân, không phải do cảm giác, mà cái nguyên nhân chính đó, chính là tư tưởng. Mà tư tưởng khi nào nó phát hiện à, cái chỗ đó là cái chỗ khó khăn nhất. Chúng ta biết nguyên nhân, ở đầu thì tưởng là sắc thân. Thân thì có sắc sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng thì có nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rửa chửi. Mà không phải hai cái đó. Chỉ khi nào có cái ý dụ. Cảm giác cũng chưa phải là tội lỗi. Thì chúng ta thấy cái sáu căn, sáu trần, sáu thức là chưa có tư tưởng. Có tư tưởng mà tư tưởng lờ mờ thì trong duy thức không gọi là tư tưởng được. Tư tưởng, cái cảm giác thật sự là cảm giác lạc hỷ, rõ ràng. Còn cái tư tưởng phải là tư tưởng phân biệt dinh nhục lợi hại, còn súc sanh không có phân biệt được. Không phân biệt là sao? Là tại vì chưa có ý chí, chưa có nghiệp. Nhưng mà chúng ta nên nhớ ngạ quỷ với súc sanh là sống sung sướng nhất, tại không có phân biệt. Thì chính A-la-hán cũng vậy, sống không có phân biệt. Hai cái nó giống hệt nhau. Mà ngạ quỷ súc sanh đó là không phân biệt, bởi vì chưa có cái biết, chưa có ý chí, chưa có nghiệp. Còn A-la-hán người ta sống là ta có nghiệp, mà ta thấy rõ nghiệp. Ta không bao giờ dính mắc vào nghiệp. Như tôi nói nãy đó, hai cái nó khác nhau rất xa. Nhưng mà trên hiện tượng giới nó giống hệt nhau. Giống như hai ly nước tôi thường nói đó. Khi mà để yên lặng rồi thì cái ly nước đục với ly nước mà không có cạn cáo giống hệt nhau. Thành ra bên tiên thường lầm, sống làm sao trở lại như đứa con nít, kêu là anh nhi, là con nít mới đẻ ra. Nó sống hồn nhiên vô trụ. Nhất là cái tuổi học trò, là tuổi mà đẹp thơ mộng nhất trong cuộc đời chúng ta. Mái trường ơi, giờ em tôi còn học nữa rồi. Thì chúng ta thấy là cái lúc đó chúng ta nhớ lại hồi thời còn học sinh là thời đẹp đẽ nhất. Nhưng mà thời đó là thời ngu si nhất, sống như súc sanh.
Cái chừng ra đời rồi bắt đầu mới có nghiệp, mới có sự phân biệt, mới có sự đắn đo suy tính. Mà chính sự đắn đo suy tính này đem lại sự khổ đau cho chúng ta, đem lại bao nhiêu vấn đề. Mà vấn đề thì phải giải quyết. Giải quyết thì cái tư tưởng càng ngày càng cao thêm chừng ấy. Nên là chúng ta thấy cõi người thì tư tưởng còn hơi ngu si, ấu trĩ, chưa có ai lại ra. Thành ra người chỉ có nghiệp thôi. Thành ra chúng ta đọc trong kinh Nguyên Thủy đa số là diệt cảm nhân khỏi, không có ai là già. Chính mình Nam Tông nhất là đại diện là ông Lục, không có thần thức, chết rồi chính cái nghiệp đi đầu thai. Sanh ra cõi này là do nghiệp, hành động là do nghiệp, do ý chí, rồi chết đi theo ý chí để đầu thai, không có một cái gì mà chứa trong đó hết. Chúng ta coi quyển Na Tiên Tỳ Kheo với vua Mi Lan Đà, cái quyển nổi tiếng nhất thế giới, dịch ra 18 thứ tiếng, thế mà trong đó không có linh hồn. Tôi chính sau khi học cái này rồi tôi đem quyển Na Tiên Tỳ Kheo đó đọc cho quý vị, coi quý vị trạch pháp được không. Nếu quý vị nắm cơ, quý vị sẽ thấy cái chỗ hớ của cái quyển Na Tiên Tỳ Kheo, cái quyển dịch 18 thứ tiếng nổi tiếng nhất thế giới mà Nam Tông lấy làm cái kinh Nhật tụng, tức là kinh gối đầu giường, nhiều vị pháp sư học thuộc lòng trong đó, đem giảng thích rất là hay, nó rất là hợp với khoa học, nó giảng về cái tâm kêu là duy diệu pháp đó, rất là rõ ràng chi tiết, thực hiện lâm sàng sáu căn sáu trần sáu thức thôi. Thì cái bài này cũng vậy, ông sư phụ tôi không có chịu cái này, thì tôi giảng nó tám căn tám trần tám thức, ổn quậy quậy quậy, ổn không không dự ý, tới bây giờ mới chịu thôi. Nếu mà không có thức thứ tám thì lấy cái gì mà trái tăng, lấy cái gì mà hiện hồn về cho biết, lấy cái gì mấy nhà ngoại cảm mới thấy được mấy người bộ đội chết rồi chỉ những cái xương, chỉ 10 người đúng hết 10 người đào lên là còn cái xương ở đó, nếu không có linh hồn cái gì về báo. Chết rồi còn cái nghiệp, cái nghiệp đầu thai, cái dòng nước nó lên rồi nó xuống, là cái sức mạnh của dòng nước là nghiệp lực, nó tạo cái dòng nước khác, có cái gì mà có chứa trong đó đâu. Na Tiên Tỳ Kheo rất hay về chỗ đó, nhưng mà cái chỗ hớ là không rành cái bài kinh này. Chết mộ. Tiếng hồ thôi. Tôi chưa có giải thích kịp cái gì hết. Giờ tới y trả bài đó. Thì chúng ta thấy là ông vua Mi Lan Đà, Mi Lan Đà với Nhà Tiên mà thấy con tức cười á. Vua Mi Lan Đà hồi trước đó là một chú tiểu, Na Tiên là ông trụ trì, ông thầy. Thì ở trên là cái núi đó, bên kế bên là cái biển, đập vô ì ào ì ào. Thì chú tiểu này mỗi ngày phải quét rác, trồng cây nhiều lắm nó quét nó vô cái sân. Rồi cái sân thì rộng, ông quét ổng làm biếng, ông đổ đống đó rồi ông nghỉ. Tới bữa sau cũng như đây gió quá nó tạt mất hết, tao phải quét lại nữa. Ông thầy thấy vậy mới rầy. Nhưng mà cái tật là miếng rầy một lần, hai lần, ba lần cũng vậy thôi. Ông thầy vừa nói giận ra mới rầy, sợ cái cán chổi quất cho ông mấy cái. Ông đau quá. Ông nhăn mặt ông khóc. Thì ông mới là đem rác đi đổ, giờ con nghe ông có đi đổ liền. Thì ông phải đem rác ra ngoài, đi gần cái biển đó, đem đó bỏ đổ dưới biển. Ông thầy biết thằng này chắc nó có chửi mình mới rình. Ông thầy mới lần theo mấy cái gốc cây đó coi ổng ra ổng có chửi mình hay không. Thì ra thấy chú tiểu này mới đưa tay lên trời. Con thề á, từ nay kiếp sau con sẽ làm một vị pháp sư thật giỏi kinh điển. Con trở lại làm vua để mà phá mấy thầy tu. Chứ chưa làm vua mà phá mấy thầy tu. Mà kinh điển thật là giỏi. Rồi ông về các ông hứa thì các ông bắt đầu thức khuya dậy sớm quét rác đồ hốt liền, không cho ông thầy rầy. Ban đêm ngủ thật ít, còn thì giờ thức dậy coi kinh, tất cả những kinh điển trong tủ cũng coi náo trọi hết, cái nào không biết hỏi thầy, mà ông thâm thiền ông hiểu hết rồi, nhưng mà không có nghiền ngẫm.
cái độc đáo đó. Học mà không có thiếu thiền định. Ông thầy thấy cha chú tiểu nó thề vậy rồi, bây giờ nó thực hành là mình cũng phải hơn nó. Ông thầy thì kinh điển cả đống rồi, bây giờ coi chút ít rồi tất cả chìm đắm trong thiền định, thành ông thầy đắc quả, ngay kiếp đó đắc quả. Còn chú tiểu nhờ ý chí mình mạnh không đắc quả, cho nên kiếp sau làm vua. Ý chí ông mạnh mà ông mới sanh làm vua, là ông làm vua thôi, là vua Liên Miên Lãng Đà.